chào các bạn trong đoạn tiếng trung rất vui khi lại được gặp mặt các bạn trong bài học ngữ pháp ngày hôm nay hôm nay các bạn cùng với tiếng trung online trong đoạn chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các cách diễn đạt của trợ từ ngữ khí nơ trợ từ ngữ khí nơ chúng ta khi mà nghe người bạn xứ nói chuyện chúng ta sẽ rất hay nghe người ta đặt ở cuối câu vậy thì trường hợp nào chúng ta sẽ dùng nơ chúng ta sẽ tìm hiểu ngay trong bài học hôm nay luôn các bạn nhé hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về các cách biểu đạt phổ biến với trợ từ nơ đầu tiên là trợ từ nơ nó sẽ thường dùng ở trong câu nghi vấn và khi mà dùng ở câu nghi vấn ấy thì nó sẽ đặt ở cuối câu luôn nha các bạn nhé. Vậy thì khi mà dùng trong câu nghi vấn đặt ở cuối câu này thì nó thường được dùng để mà làm cho cái câu hỏi đó của chúng ta có một cái ngữ khí uyển chuyển và nhẹ nhàng hơn thì lúc đó chúng ta sẽ dùng cái chữ n này. Và Tuy là câu nghi vấn nhưng mà chữ nơ này chỉ dùng trong câu nghi vấn chính phản và câu nghi vấn có đại từ nghi vấn thôi nha các bạn nhé. Chứ chúng ta không có dùng khi mà nó có cái trợ cái cái từ mà phải không để hỏi ở cuối câu. Có mà rồi thì chúng ta không dùng chữ nơ nữa nha các bạn. Rồi đầu tiên ví dụ dùng trong câu nghi vấn chính phản. Nị 周末你去不去上海游览呢？去不去？刚好，金凡。 Cuối tuần bạn có đi Thượng Hải du lịch không nhỉ? Nếu như chúng ta không có chữ nơ này thì nó có nghĩa là cuối tuần cậu đi du lịch Thượng Hải không? Nhưng mà khi mà có chữ nơ thì lúc này cái ngữ khí của chúng ta sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. À, cuối tuần cậu đi Thượng Hải du lịch hay không? Có đi du lịch không nhỉ? Không vậy. Đó, cái chữ nhỉ, chữ vậy này chính là chữ nơ nha các bạn nhé. Hoặc là Nhi chư bu chư tạo thả tờ xính dung nơ bạn có biết hành tung của anh ấy không vậy? Đó, chữ N nó chính là cái chữ vậy đó làm cho cái câu hỏi của chúng ta trở nên uyển chuyển hơn, có sắc thái cảm xúc hơn nha các bạn nhé. Đó là N ở trong câu chính phản. Ví dụ của N ở trong câu hỏi có đại từ nghi vấn là gì đây? Ví dụ, chơ sư chuyện này là thế nào vậy? N vậy sấy dạng sâu chưa phân ly u ai muốn nhận món quà này đây đó có chữ nơ vào cái câu của chúng ta sẽ đỡ cục xúc hẳn ví dụ sấy dạng sâu chưa phân ly u ai muốn nhận món quà này nó sẽ nghe không có hay bằng sấy dạng sâu chưa phân ly u nơ ai muốn nhận món quà này đây các bạn nhé rồi, cách dùng tiếp theo của n tương tự nó sẽ dùng trong câu phản vấn. Phản vấn tức là gì đây nhỉ? Phản có nghĩa là ngược lại, vấn là hỏi. Vậy thì phản vấn có nghĩa là hỏi ngược lại nha các bạn nhé. Nơ dùng trong câu phản vấn thì nó thường được kết hợp với trần mơ có nghĩa là tại sao trần nấng làm thế nào có thể xảy ai và khứa bị hạ tất gì phải nơ sẽ dùng với những cái từ này các bạn nhé Ví dụ, tha nỉ phù Anh ta đối với cậu không tốt. Nỉ khứa bi quan xin tha nơ. Bạn tại sao lại phải quan tâm tới anh ấy vậy? Hà cứ gì cứ phải quan tâm với tới anh ta vậy? Chúng ta có hỏi ngược lại đúng không? Lúc này mình sẽ dùng chữ nơ. Nỉ chinh quan Bạn đã là quán quân rồi. Yô mà mà Còn có cái gì không có hài lòng nữa vậy? đó chúng ta sẽ dùng nơ để mà hỏi ngược lại nha các bạn nhé vậy là à, mới đây chúng ta đã suy ra được một cái cách dùng khá là cụ thể của nơ đó là khi mà đứng cuối câu nghi vấn thì nó được dùng để mà làm cho câu có cảm xúc có ngữ khí chuyển chuyển hơn và Uh, nhớ là không có dùng trong câu hỏi dùng mà mà dùng cho những câu hỏi như uh, câu hỏi chính phản hoặc là câu hỏi có đại từ nghi vấn các bạn nhé tiếp theo là nơ dùng trong câu có mục đích hỏi thăm dò hỏi hoặc là dùng trong câu tính lược tính lược tức là sao đây ví dụ nỉ chào sớm mất miếng chứ bạn tên là gì Ủa chào chúng chứ nơ tôi tên là Quỳnh Chi, còn bạn thì sao? Thay vì mình hỏi là um, bạn tên là gì thì mình chỉ cần nói ni nơ còn bạn thì sao dùng để hỏi một cách tỉnh lược nha các bạn nhá. Wǒ jiào Fang Cao, mình tên là Phương Thảo. Wǒ shì rén. Tôi là người hòa bình. Nǐ nơ cậu thì sao? Vậy thì lúc này thay vì mình hỏi lại là bạn là người ở chỗ nào thì mình chỉ cần nói ni nơ, cậu thì sao là người ta đã hiểu rồi ha các bạn ha nơ được dùng với câu hỏi tỉnh lược. Cách dùng tiếp theo đó là nơ dùng cuối câu trần thuật. Tương tự là ở vị trí cuối câu này thì giúp cho câu nói uyển chuyển hơn giống như ở trong nghi vấn hay các bạn ha. Nì yào bu băng trù của nó. Nì yào bu băng chu của nó. Của khuê bê ma ma ý tuần. Cậu mà không giúp tôi ấy, thì tôi sẽ bị mẹ mắng một trận đấy thay vì mình nói là nỉ yao bu băng nỉ yao bu băng chu bạn mà không giúp tôi tôi sẽ bị mẹ đánh thì lúc này là không có chữ nơ thì nghe giống như là mình đang ra lệnh cho người ta đúng không các bạn nên là mình thể thêm chữ nơ vào để mang cảm xúc nhiều hơn hoặc là nơ khi mà dùng trong câu giả thiết ấy thì nó biểu thị ý muốn là đối phương hoặc là bản thân đang suy nghĩ về một điều gì đó hoặc là đưa ra một cái lựa chọn suy nghĩ để là để cân nhắc giữa các lựa chọn. Ví dụ, bù xỉ nơ. Nếu như mà không thích ấy, chiều truy chế thì từ chối đi. Còn nếu như mà thích, đưa ra hai cái lựa chọn đúng không các bạn? Xỉ nơ chiều trí chia thống gì thì trực tiếp đồng ý đi cái cách dùng này của nơ rất là hay các bạn nhé rồi cuối cùng không phải cuối cùng của nhầm tiếp theo đó là nơ biểu thị sự duy trì trạng thái nào đó tức là nó dùng với cái từ trong hoặc trai hoặc chưa có nghĩa là đang để biểu thị một hành động đang tiếp diễn hoặc là đang xảy ra ví dụ của chim mẫn lúc tôi vào cửa Khang tha chân dài thoáng sang thẳng cho nó. Nhìn thấy anh ta đang ở trên giường nằm, hay là còn nói là đang nằm ở trên giường. Chúng ta thấy đang thể hiện một hành động đang diễn ra. Thì lúc này mình thêm chữ n ở cuối câu. Các bạn nhé. Tiếp theo cách dùng cuối cùng đó là n khi mà muốn biểu thị sự kinh miệt ấy thì nó sẽ dùng với chữ hai ở đằng trước. Ví dụ, trừ ping nị chỉ dựa vào năng lực của cậu, hai sáng tăng lão bản nơ, hai còn chẳng muốn, còn muốn làm à, ông chủ á hả? Đó, chúng ta sẽ có hai đi với nơ để mà biểu thị sự kinh miệt. Tiếp theo, nơ có thể dùng ở cuối câu phủ định tức là câu không ấy các bạn để mà biểu thị động tác vẫn chưa được thực hiện ví dụ tha hai mấy lại nơ cô ấy vẫn chưa có tới đâu chúng ta có hai mấy mấy là chưa là không nó đang mang nghĩa phủ định thì lúc này mình thêm nơ ở đằng sau để mà thể hiện là động tác vẫn chưa thực hiện tha hai mấy lại nơ cô ấy vẫn chưa um, tới đâu Ủa hai mấy chú phản nữa. Tôi vẫn chưa ăn cơm đâu đấy Vậy là mới đây chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu Về tất cả các cách dùng phổ biến Của trợ từ ngữ khí nơ Và các bạn hãy thường xuyên áp dụng cách chữ nơ này Để mà chúng ta có thể Tạo cho mình một cái lối nói dễ thương, biển chuyển và cao cấp hơn các bạn nhé. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và hẹn gặp lại các bạn trong bài học ngữ pháp lần sau cùng với tiếng Trung Online Trung Rạng. Chào tạm biệt các bạn.